thần tài tới tận nhà ban lộc. Bốn con giáp trước mùng 1 Tết âm lịch 2024, tài lộc bùng nổ, gặp may thoát khổ, giàu hơn trúng số đố ai sánh bằng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh Tài Lộc TV. Về ở NGM, thưa quý vị thân mến, cổ nhân có câu mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu. Số mệnh do chính mình tạo ra, may mắn không phải tự nhiên mà có, mà do chính mình tích lũy từ lâu mà nên. Trên thế gian này một cuộc sống may mắn, thuận lợi tốt đẹp là điều mà ai cũng mong cầu. Thế nhưng điều này lại tùy thuộc vào phúc báo của mỗi người. Có người cả đời được ưu ái no đủ, hạnh phúc. Có người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn mãi vất vả, lòng đong. Có người những tưởng sống trong giàu sang phú quý, nhưng đến cuối đời lại chịu cảnh tán gia bại sản, nghèo khổ bủa vây. Trong cuộc sống này may mắn, hạnh phúc, giàu sang, tiền bạc không từ trên trời rơi xuống, mà do chính chúng ta tích lũy từ chính những hành động của mình. Muốn có được vận mệnh tốt khi về già, bản thân mỗi người phải tự cố gắng, sống hành thiện tích đức, tu dưỡng bản thân thì phước báu sẽ tự tìm đến. Sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống cũng thập toàn thập mỹ. Cổ nhân có nói, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn vào những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Điều này cho thấy rằng, những việc chúng ta đang làm và đang nhận trong hiện tại đều bắt nguồn từ nhân đã trồng trong quá khứ. Và trong 12 con giáp có số ít người nhờ đức năng thắng số, gặp may, đổi đời giàu sang vô đối. Trước mùng 1 Tết âm lịch, bốn con giáp này sẽ thay đổi một cách vượt bậc. Sự nghiệp, cuộc sống lẫn tiền tài danh vọng của họ đều thay đổi chóng mặt, một bước trở thành đại gia. Đây chính là con giáp được thần tài để mắt, ban cho cơ hội hốt vàng bốt bạc, dù có những chông gai khó khăn đến đâu, thì trước mùng 1 Tết âm này, đánh bay vận hạn, lộc lá bất ngờ ập đến, tiền bạc chất ngập két, khiến người người nhà nhà đều ngưỡng mộ. Vậy vận trình của bốn con giáp này ra sao? Làm sao để tận dụng vận may đổi đời như ý? Xin mời quý vị cùng Tài Lộc TV theo dõi luận giải ngay sau đây. Trước mùng 1 Tết Nguyên Đán, bốn con giáp được thần tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay. Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất trước mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi vừa được thần tài ưu ái, lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm, giàu như vũ bão, khiến người khác ngưỡng mộ. Vị trí số 1, xin chúc mừng tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất thông minh và tài giỏi. Họ biết rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công, chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ người nào hay thủ đoạn nào cả. Vì vậy, con giáp này tự đề ra nguyên tắc cho mình là không bao giờ hãm hại người khác. Họ cho rằng hành vi hại người để trục lợi là hành vi rất vô đạo đức và vô lương tâm, cho dù có kiếm được tiền về tay mình thì cũng sẽ thấp thỏm không yên. Một khi kết giao với ai, họ đều rất cởi mở và chân thành, không hề so đo tính toán. Họ sẽ giúp đỡ bạn bè của mình một cách nhiệt tình mà không hề so đo. Bạn sẽ chẳng sợ bị đâm sau lưng khi kết bạn với con giáp chân thành này. Song họ cũng tin tưởng để nhận ra rằng ai là người cư xử thật lòng với mình. Nếu phát hiện ra ai có ý đồ lợi dụng mình, chắc chắn họ sẽ cắt đứt quan hệ ngay. Khi tháng chạp đã đi qua một nửa, con giáp tuổi Thìn đã bắt đầu quen với nhịp sống mới, giúp họ biết cách thích nghi, trở thành con giáp may mắn trước mùng 1 Tết âm lịch. Thế nên nếu khi mọi việc trở nên khó khăn, tuổi Thìn hãy tự hỏi bản thân xem bạn có chắc chắn về con đường mình đang đi hay không. Nếu câu trả lời là có, hầu hết những người tuổi Thìn đều có câu trả lời tương tự, hãy tiếp tục cố gắng. Bạn gặp may mắn và sẽ vượt tất cả, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần có niềm tin vào bản thân và tiếp tục cố gắng. Bản mệnh vốn là người luôn nghĩ cho người khác, thường sẵn lòng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn. Thế nên trong cuộc sống được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên chuyện khó mấy cũng sớm qua. Ngoài ra, màu đỏ còn là màu may mắn cho bạn trong thời gian này. Vì vậy, nếu bạn cần tăng cường lòng can đảm hoặc sự tự tin, hãy mặc đồ màu đỏ hoặc đặt một bình hoa màu đỏ trên bàn làm việc. Hoa hồng là phù hợp nhất cho việc này, nhưng bất kỳ loài hoa có màu đỏ rực rỡ nào khác cũng có thể mang lại may mắn, vượng khí cho bạn. Tử vi dự báo, con giáp tuổi Thìn rất đỏ trước mùng 1 Tết Nguyên Đán. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính. Việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi,
hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời gian này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công. Khẩu quyết từng tuổi thìn và cẩm nang vượng vận trước mùng 1 Tết âm lịch. 1. Tuổi Giáp Thìn 1964. Trước mùng 1 Tết âm, chính quan đem tới may mắn cho người tuổi Giáp Thìn trong công việc, con đường công danh rộng mở, làm ăn thắng lợi và làm ăn may mắn. Việc buôn bán của đương chủ cũng bình yên nhờ có khách ủng hộ đều đều, khéo ăn khéo nói nên ai cũng muốn quay lại ủng hộ. Con giáp này thông minh và biết nhìn xa trông rộng trong chuyện tiền bạc nên chi tiêu khá tiết kiệm. Bên cạnh đó, nữ tuổi Giáp Thìn là người luôn biết sống vì gia đình và bản thân nên bạn không dạy gì mà tiêu tiền cho những cuộc ăn chơi vô bổ. Ngũ hành thổ thủy bất dung nhắc nhở con giáp này cẩn thận trong các mối quan hệ bạn bè, làm ăn. Nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, ghen tị với cuộc sống hiện tại của bạn. Họ chỉ chờ bạn gặp chuyện là đem đi kể với người khác, phóng đại mọi vấn đề bạn gặp phải. 2. Tuổi Bính Thìn 1976. Thiên ấn soi sáng nên Bính Thìn thông thái và nhanh nhẩu hơn hẳn trong mọi việc. Đặc biệt là nếu như con giáp này đang làm trong lĩnh vực dịch vụ, buôn bán, nghệ thuật, kỹ thuật, xuất nhập khẩu. Sẽ có dịp mở mang tầm nhìn nghề nghiệp cũng như cơ hội kiếm tiền cho. Tam hợp mở đường cho Bính Thìn kiếm tiền làm ăn. Con giáp khéo ăn khéo nói này được lộc cũng là nhờ tài năng của bản thân chứ không hề dựa vào ai. Bạn cũng sáng suốt trong việc lựa lời từ chối những người hỏi vay mượn tiền bạc. Thời điểm này rất nhạy cảm, cách xử lý của bạn quá thông minh. Người còn độc thân thì được giới thiệu cho mối duyên số tốt lành, có thể tính tới chuyện trăm năm. Nay bạn dễ gặp được những người có duyên lành với mình hoặc tìm lại được một người thân, người bạn ở xa vốn đã mất liên lạc từ rất lâu rồi. 3. Tuổi Mậu Thìn 1988. Chính ấn chiếu mệnh nói công việc ngày mới của Mậu Thìn dần hanh thông thuận lợi vô cùng nhờ có quý nhân giúp sức. Trong công việc có thể sẽ gặp phải những lời thị phi đồn đoán sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân nhưng bạn cứ yên tâm, cày ngày không sợ chết đứng, mình làm ăn minh bạch ắt sẽ gặp may mắn. Bên cạnh đó nhị hợp cũng giúp con giáp này gặp niềm vui trong chuyện tiền bạc. Bạn không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng nai lưng ra cày cuốc để kiếm tiền cuối năm. Sự nhiệt tình của bạn trong công việc cũng là điểm cộng cực lớn giúp thần tài để mắt tới bạn. Sự tinh tế, thoải mái trong giao tiếp giúp bản thân bạn được nhiều tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Các cặp vợ chồng đã dần tìm lại được tiếng nói chung và yêu thương nhau nhiều hơn sau những biến cố đã qua. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 5 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, từ 13 đến 15 giờ. Màu sắc các tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. Con số may mắn, 99, 70, 48. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều người khi gặp phải những việc không thuận lợi, tai ương không ngừng xảy đến thì rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi và mất phương hướng. Họ tìm đủ mọi cách với mong muốn thay đổi được tình trạng hiện tại, thậm chí viện đến cả bói toán, phong thủy, giải hạn. Nhưng họ lại không biết rằng, cầu bên ngoài không bằng tìm bên trong. Với rất nhiều lựa chọn trong đời người thì tâm niệm thiện ác sẽ quyết định hỏa phúc, quyết định số mệnh. Một người có tâm tính không tốt thì việc mong muốn có một vận số tốt là điều rất khó. Nếu dựa vào những thứ bên ngoài như xem bói, làm lễ, năm thì dẫu có cầu được thì cũng chỉ là kéo dài thời gian. Thay nạn này bằng nạn khác, bởi vì thiện ác đều có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Phật gia giảng việc tu hành bắt đầu ở chỗ cải sửa tâm tính. Bởi vì chỉ có thay đổi bên trong, làm cho bản thân tốt lên, thì số mệnh mới có thể chuyển biến. Người xưa có câu, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển cũng từ ý nghĩa này mà ra. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Mùi. Trên đời này có những người vô cùng thông minh, họ có thể nhìn thấu bản chất của con người và sự việc. Họ biết làm thế nào mới mang lại lợi ích tối đa cho bản thân, thế nhưng họ lại chẳng bao giờ nhúng tay vào làm việc không muốn gây tổn thương cho người khác. Người tuổi Mùi là con giáp không toan tính, vốn có tính tình lương thiện và cởi mở. Họ thích kết giao bạn bè bốn phương để mở rộng các mối quan hệ. Thường thì xung quanh họ có rất nhiều bạn bè tốt và quý nhân giúp đỡ, đó là bởi họ có con mắt tinh đời, nhận ra ai mới là người chân thành, xứng đáng để kết bạn. Họ luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Vì vậy, đến khi họ gặp khó khăn, luôn có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ.
Họ hoàn toàn biết cách làm thế nào mới có thể kiếm lợi cho mình, thế nhưng họ lại không phải là người bất chấp tất cả để làm giàu. Họ cảm thấy làm giàu bằng cách hãm hại người khác là làm giàu bất chính, dù bây giờ có kiếm được lời thì mai sau chắc chắn sẽ phải trả giá. Nếu phải hại người để có thể kiếm được tiền thì chi bằng không làm. Con giáp không hại người này muốn sống cuộc đời dù không mấy dư dả nhưng không phải áy náy với ai. May mắn đang đứng về phía con giáp tuổi Mùi trong thời gian này. Bạn không có gì phải lo lắng vì cho dù người ta có ủng hộ hay chống đối bạn cũng không quan trọng vì cuối cùng bạn vẫn là người sẽ giành chiến thắng. Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp tục tiến về phía trước và phớt lờ những người phản đối, những người không biết bạn đang cố gắng đạt được điều gì. Luôn nhớ rằng, bạn tự quyết định cuộc sống của mình chứ không phải là họ. Nhiều người tuổi Mùi có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương vì suốt năm vừa qua bản mệnh biết chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao nên kết quả này không có điều gì là quá bất ngờ. Ngoài ra, nếu người tuổi Mùi muốn, hãy đốt nến thơm yêu thích vào buổi tối để gia tăng tần số rung động, giúp bạn tránh được những ảnh hưởng tiêu cực và thu hút sự tích cực đến với mình. Bạn cũng có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi mùi hương đã lan khắp phòng để thu thập những tri thức quý giá từ sâu bên trong tâm hồn bạn. Tử Vi có nói, trước mùng 1 Tết Nguyên Đán, công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Mùi có sự khởi sắc bất ngờ. Nói một cách đơn giản, tuổi Mùi khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là nghiêm túc trong bất kỳ lĩnh vực nào nên bạn biết nắm chắc cơ hội, ắt sẽ có thành tựu như mong muốn. Khẩu quyết từng tuổi Mùi và cẩm nang vượng vận trước mùng 1 Tết âm lịch. 1. Tuổi Đinh Mùi 1967. Tử vi trước mùng 1 Tết âm cho biết, công việc của Đinh Mùi rất tốt nhờ tam hội cục chỉ đường dẫn lối. Những mối quan hệ xã hội xung quanh sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc thời gian này. Hãy biết trân trọng điều đó. Nhiệm vụ cuối năm đang được bạn tập trung hoàn thành, bạn sẽ sớm làm được nhiều điều ngoài mong đợi. Nhờ chính tài nên lộc lá về tay con giáp này cũng mạnh hơn trước. Những ngày trước mùng 1 Tết âm, rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng mới, bạn mới để làm ăn, kiếm tiền. Con giáp này khá sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, cực kỳ ghét nợ nần và không muốn dây dưa. Thời gian này, hai bạn nên dành cho nhau khoảng thời gian lãng mạn để hâm nóng tình cảm gia đình bằng bữa cơm ngon. Đinh Mùi đang cố gắng giảm thiểu các mối quan hệ không cần thiết, tập trung vào nâng cao bản thân. 2. Tuổi Kỷ Mùi 1979. Trước mùng 1 Tết âm, tuổi Tê Kỷ Mùi số đỏ được quý nhân phù trợ, nhất là trong công việc, nhờ vậy giảm thiểu rủi ro trong những việc quan trọng. Bạn nên bình tĩnh suy xét và cẩn trọng trong các quyết định của mình, sẽ có một quý nhân lớn tuổi đến để giúp đỡ bạn. Thực thần mang lại hy vọng lớn cho con giáp này trong chuyện tiền bạc. Nhiều người sẽ đòi được nợ, được tặng quà hoặc mua được hàng hóa tốt trong những ngày trước mùng 1 Tết này. Bạn nên bình tĩnh suy xét và cẩn trọng trong các quyết định của mình. Thổ tương hòa cho thấy tình duyên không có gì đáng lo ngại, bạn cứ yên tâm công tác. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, chỉ cần bạn biết trau chuốt cho vẻ ngoài, biết điều chỉnh lại cách ăn nói thì những người xuất sắc sẽ tự động đến bên bạn. 3. Tuổi Tân Mùi 1991. Tam hội đem đến cơ hội làm ăn kinh doanh cho Tân Mùi trong những ngày mới này. Bạn hoàn thành hết những công việc được giao, dù hơi lười nhưng không bao giờ để lỡ hẹn hay làm sai việc quan trọng. Trước mùng 1 Tết âm, cũng là những ngày mà nhiều bạn trẻ tuổi Tân Mùi này buôn may bán đắt, đi công tác xa có lộc làm ăn to. Thiên tài nói rằng dù đôi khi tuổi Tân Mùi hơi ham vui nhưng bạn vẫn chăm cày quốc, có nhiều khoản thu nhập riêng từ các công việc bạn làm thêm. Bạn là người có chí tiến thủ nên luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc, tiền bạc cũng dư dả thoải mái chi tiêu. Tình yêu đôi lứa đang thăng hoa rực rỡ, cả hai có những ngày tháng thực sự hạnh phúc bên nhau. Khi những người yêu thương không ở bên cạnh, bạn vẫn có thể đối đãi bản thân thật tốt, có thể độc lập lo cho mình không bị thiếu thốn. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc các tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Con số may mắn, 39, 86, 58.
Quý vị thân mến, những người lớn tuổi thường hay dặn dò con cháu như thế này: tích đức, làm việc tốt. Khi có người làm việc thương thiên hại lý, cổ nhân thường có câu rằng thất đức, tổn đức. Trong Phật gia giảng rằng làm nhiều việc thiện thì phúc báo lớn thì mọi việc sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn và việc hung ác sẽ tự tiêu đi. Làm việc ác nhiều thì phúc báo ít, phúc báo mà không đủ thì mọi việc cũng sẽ không thuận, gặp nhiều tai ương. Có câu, đức phối thiên địa, thiên tất hữu chi, đạo đức của người ta mà hài hòa với trời đất thì trời đất ắt sẽ phù trợ. Phong thủy lớn nhất của đời người chính là đức, chỉ khi nào có đạo đức tốt, nhân ái, lương thiện thì hạnh phúc thật sự mới tìm đến gõ cửa. Người có tâm niệm thiện lương thật sự sẽ không theo đuổi những thứ bề ngoài. Họ biết rằng việc thiện chân chính là xuất phát từ nội tâm, nên họ không cầu danh, không cầu hồi đáp. Do đó việc mà họ làm là đại thiện, và thường được làm một cách âm thầm, kín đáo, lặng lẽ, không phô trương. Đây mới là cách làm việc thiện đúng đắn nhất. Vị trí số 3, xin chúc mừng tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn luôn đối xử rất thật lòng với bạn bè và người thân thiết. Dù không phải là người hay nói nhưng họ biết mình nên làm thế nào để mọi người xung quanh cảm nhận được tình cảm, suy nghĩ của mình. Tuổi Mão cảm thấy việc được nghe lời chia sẻ chân thật của mọi người là hạnh phúc. Họ cảm thấy việc được nghe những lời chia sẻ chân thật của mọi người là một điều rất hạnh phúc. Tuy họ biết được rất nhiều chuyện bí mật của người khác, thế nhưng chẳng bao giờ họ nghĩ đến việc lợi dụng những điều đó để hãm hại người khác. Con giáp không hại người này cảm thấy hành vi tổn thương người khác là rất đáng khinh, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt người khác, khiến người khác đề phòng khi kết giao với mình. Dù không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng tuổi Mão vẫn cảm thấy mình càng ít gây thù chuốc oán càng tốt. Con giáp tuổi Mão hãy tin vào trực giác của bạn trong thời gian này vì nó sẽ dẫn bạn đến những kết quả rực rỡ, ngoài mong đợi. Từ những ngày cuối năm cho tới đầu năm âm lịch, phước lành ghé thăm nhà tuổi Mão và mang đến cho bạn may mắn, tài lộc, sự giàu có tăng vọt từ đây. Sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió và phát triển vô cùng thuận lợi. Đừng sợ hãi, nếu con giáp tuổi Mão bỗng có một vài trải nghiệm khác lạ, vì bạn sẽ nhận được thông điệp quan trọng vào những lúc cần nhất để giúp bạn đến được nơi cần đến. Ngoài ra, nếu bạn đột nhiên muốn có một kỳ ngắn thì nên tiến hành ngay. Bạn có thể mang theo bạn bè hoặc những người quan trọng khác đi cùng để mọi người có những phút giây vô cùng ý nghĩa bên nhau. Theo tử vi dự đoán, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong năm Quý Mão nhìn chung khá khả quan trước mùng 1 Tết Nguyên Đán. Có thể nói là thời điểm mà những chú mèo trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Nếu như thời gian qua, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc thì trong thời gian này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Vốn là con giáp bản lĩnh, biết nắm chắc cơ hội nên tuổi Mão ắt sẽ gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng. Người tuổi Mão sẽ bước vào những ngày cơ hội và tín hiệu tích cực. Sự nghiệp của bạn sẽ bừng sáng, nhưng hãy giữ vững sự cân nhắc, tránh đưa ra những quyết định vội vàng trong giai đoạn này. Đặt an toàn lên hàng đầu, nhất là khi mùa xuân đang đến và những rủi ro không lường trước có thể xuất hiện. Lưu ý rằng, dù Tết Nguyên Đán mang đến không khí rộn ràng, một chút thận trọng trong đầu tư hoặc trò đỏ đen sẽ là điều cần thiết để tránh những thất vọng không đáng có. Trong khi tài lộc và niềm vui trong công việc gõ cửa, đừng để hạnh phúc mù quáng che mờ lý trí. Hãy dành thời gian để phân tích kỹ lưỡng và đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là khi suy nghĩ về tài chính và tương lai. Sự giàu có và thành công không chỉ đến từ việc làm giàu nhanh chóng mà còn đến từ sự kiên nhẫn và chiến lược lâu dài. Những ngày làm việc đầy tầm nhìn sẽ mở ra cánh cửa của sự sung túc. Hãy dành thời gian để yêu quý và gần gũi với thiên nhiên, những chuyến đi ngắn có thể mang đến may mắn bất ngờ. Sự giàu có thể đến từ những nguồn không ngờ, như tiền thưởng hay sự giúp đỡ từ người khác. Và nếu bạn đang khao khát du lịch, hãy lên kế hoạch một chuyến phiêu lưu, vì một chuyến đi may mắn có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của bạn. Cuối cùng, đừng quên tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn sau những thành công đã đạt được. Khẩu quyết từng tuổi Mão và cẩm nang vượng vận trước mùng 1 Tết âm lịch. 1. Tuổi Quý Mão 1963. Trước mùng 1 Tết âm lịch, tuổi Quý Mão có thiên tài tác động nên dễ gặp may về tiền bạc, đầu tư kinh doanh có lãi. Các nguồn thu đều có dấu hiệu tăng dù ít hay nhiều. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong thời gian này, nhưng chi tiêu cũng không phải là ít. Bản mệnh nên hạn chế vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết.
công việc tiến triển tốt đẹp, bản mệnh Quý Mão làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Hơn thế nữa, bạn luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp là điều tự nhiên. Thổ, một xung khắc lại khiến chuyện tình cảm có chút sóng gió. Các cặp đôi đang tính chuyện lâu dài nhưng lại gặp phải một vài trở ngại. Nhưng, chỉ cần hai bạn có tình yêu đủ lớn và niềm tin vào nhau thì chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách này. 2. Tuổi Ất Mão 1975. Trong những ngày tam hội xuất hiện, tuổi Ất Mão được dự báo có thể được quý nhân đỡ đần. Nhờ đó công việc trong thời gian này phát triển nhanh chóng, bản mệnh chỉ cần làm việc tập trung để có được hiệu quả cao, không mắc sai lầm thì sẽ giữ vững vị trí của mình, có thể còn tốt hơn. Việc kinh doanh làm ăn nên tiến hành một cách tự nhiên, việc đang như nào thì cứ làm thế ấy, không nên có sự thay đổi hay điều chỉnh quá lớn vào lúc này. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Về phương diện tình cảm, con giáp này có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền vì chỉ cần các thành viên luôn hướng về nhau thì mâu thuẫn nào cũng qua. Cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử, tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mất lòng. 3. Tuổi Đinh Mão 1987. Cục diện tam hợp mang tới cho người tuổi Đinh Mão khoảng thời gian đầy may mắn. Tinh thần làm việc lên cao, bản mệnh giải quyết công việc nhanh chóng, không cảm thấy bất cứ áp lực hay nặng nhọc nào vì muốn hướng tới mục tiêu quan trọng trước mắt. Đồng nghiệp luôn sát cánh bên cạnh cũng là nguồn động viên không nhỏ cho con giáp này. Chuyện tiền bạc trước mùng 1 Tết cũng không có gì phải lo lắng, càng là người làm ăn kinh doanh thì càng dễ đón lợi nhuận dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay có lợi thế so với đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả lại nên bản mệnh càng có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới của mình. Chuyện tình cảm đôi lứa không có nhiều chuyển biến, tuy không có sóng gió nào nghiêm trọng, con giáp này và nửa kia vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc đều đều nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Lúc này tuổi Đinh Mão đừng cố gắng che giấu cảm xúc quá nhiều mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc các tường đen, trắng, quý nhân phù trợ mùi, tuất, con số may mắn 54, 33, 07. Quý vị thân mến, tâm niệm của một người thường thường sẽ trong lúc vô ý mà quyết định số mệnh cả đời của họ. Hạnh phúc vui vẻ hay không đôi khi không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu hay có cái gì, mà phụ thuộc vào nội tâm chúng ta nhìn nhận như thế nào. Một người hay phàn nàn không phải là vì anh ta gặp nhiều khó khăn hơn người khác, mà thường là vì nội tâm của anh ta tràn ngập oán trách, than phiền. Điều này trong lúc vô hình sẽ trở thành thói quen, khiến anh ta luôn thốt lên những tiếng than trách buồn bã, oán trời trách đất và sẽ khiến anh ta gặp nhiều hơn nữa những sự tình không may mắn, tinh thần sa sút. Một người thường xuyên chê trách thì lâu ngày sẽ trở thành thói quen nhìn ai cũng không vừa mắt, nhìn việc gì cũng chán ghét. Từ đó hình thành nên cách nói tiêu cực, lời nào cũng nói đến mặt trái, làm việc thường hay bắt bẻ, tạo thành cá tính hay nhìn khuyết điểm của người khác. Như thế sẽ khiến người này sống một cuộc đời buồn khổ, không hiểu được bao dung và thiện giải. Một người hay nói lời thị phi thì lâu ngày sẽ ở trong cái thị phi đó mà đưa đẩy. Cũng vì thế, cuộc sống của người này sẽ không nhẹ nhàng và bình an. Không bình an ấy kỳ thực cũng là một nỗi khổ. Bởi thế, hết thảy tâm niệm của chúng ta hôm nay, hết thảy những việc chúng ta làm hôm nay đều là lựa chọn cho tương lai của mình. Thiện niệm là phù hợp với thiên lý và cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của con người. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Sửu. Người tuổi Sửu xây dựng được những mối nhân duyên rất tốt. Con giáp này cảm thấy con người với con người thì phải thường xuyên có những mối quan hệ qua lại với nhau và việc giao lưu là vô cùng cần thiết. Những mối quan hệ hài hòa sẽ khiến cuộc sống có thêm nhiều niềm vui, có khi còn đem lại nhiều lợi ích trong công việc. Vì vậy, họ luôn đối xử với mọi người một cách rất hòa nhã và thật lòng, chẳng bao giờ nghĩ cách hãm hại ai. Ai kết bạn với con giáp tốt bụng này cũng cảm thấy rất yên tâm. Bởi người ta đều biết rằng tuổi Sửu là một người rất chân thành. Họ hoàn toàn biết cách làm thế nào để kiếm lợi cho mình, nhưng không bao giờ làm nếu đó là việc gây tổn hại cho các mối quan hệ của mình. Con giáp tuổi Sửu cảm thấy vô cùng bất ngờ,
khi bản thân cũng là con giáp may mắn trước mùng 1 Tết âm lịch tới, vì hiện tại của bạn đang có nhiều bất ổn. Thế nhưng hãy giữ vững niềm tin vào chính mình bạn nhé. Vũ trụ không muốn tiết lộ bí mật may mắn của bạn ngay bây giờ, nhưng hãy yên tâm rằng có điều gì đó đang âm thầm diễn ra, sẽ thay đổi mọi thứ theo cách có lợi nhất cho bạn. Bạn chỉ cần giữ bí mật cho đến khi mọi thứ ổn định và tiếp tục tiến về phía trước. Dù đây là thời điểm cuối năm và đầu năm mới nhưng chớ lơ là công việc, hãy dành thời gian để trau dồi các kỹ năng hiện có và học thêm những kỹ năng mới. Dành thời gian làm điều này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ở nơi công sở, tuổi Sửu nhớ sống vui vẻ, hòa đồng để có thể làm việc nhóm thật tốt. Các ý tưởng sáng tạo liên tục xuất hiện và nhờ đó sự nghiệp dễ dàng tăng trưởng hơn. Ngoài ra, màu nâu sẽ là lá bùa may mắn cho bạn trong thời gian này, đặc biệt là những đôi giày hoặc bốt da màu nâu mang đến cho bạn cảm giác mạnh mẽ, cứng cáp, vững chãi. Tử vi dự đoán, trước mùng 1 Tết âm lịch, tuổi Sửu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh, có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Sửu có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người tuổi Sửu hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Khẩu quyết từng tuổi Sửu và cẩm nang vượng vận trước mùng 1 Tết âm lịch. 1. Tuổi Tân Sửu 1961. Người tuổi Tân Sửu có thể đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo giúp cho công việc sớm tiến gần hơn tới mục tiêu trong những ngày chính quan nâng đỡ. Hiệu quả công việc của bản mệnh đang được chứng thực, bạn gần như không gặp khó khăn hay thử thách nào trong những kế hoạch cần thực hiện. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh Tân Sửu cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào và lâu dài cho bạn. Trong tình yêu và các mối quan hệ, ngũ hành xung khắc khuyên bạn nên học cách buông bỏ những sợi dây kết nối không phù hợp. Bằng cách đó bạn sẽ nhẹ lòng hơn và bớt phiền muộn, tập trung vào hiện tại với những việc quan trọng hơn cần quan tâm. Đôi khi, để ai đó ra mới là tốt nhất. 2. Tuổi Quý Sửu 1973. Cục diện tam hợp mang tới cho người tuổi Quý Sửu những ngày cuối năm đầy may mắn. Tinh thần làm việc lên cao, bản mệnh giải quyết công việc nhanh chóng, không cảm thấy bất cứ áp lực hay nặng nhọc nào vì muốn hướng tới mục tiêu quan trọng trước mắt. Đồng nghiệp luôn sát cánh bên cạnh cũng là nguồn động viên không nhỏ cho con giáp này. Chuyện tiền bạc trước mùng 1 Tết cũng không có gì phải lo lắng, càng là người làm ăn kinh doanh thì càng dễ đón lợi nhuận dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay có lợi thế so với đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả lại nên bản mệnh càng có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới của mình. Chuyện tình cảm đôi lứa không có nhiều chuyển biến, tuy không có sóng gió nào nghiêm trọng, con giáp này và nửa kia vẫn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc đều đều nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Lúc này tuổi Quý Sửu đừng cố gắng che giấu cảm xúc quá nhiều mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên sẽ tốt hơn. 3. Tuổi Ất Sửu 1985. Lục hợp che chở, người tuổi Ất Sửu có cơ hội rất lớn có thể gặp được quý nhân trong thời gian trước mùng 1 Tết âm lịch này. Đường công danh sự nghiệp tiến triển rất tốt, nền tảng của bạn ngày càng vững vàng. Bản mệnh tìm được hướng đi mới phù hợp với bản thân hơn ở thời điểm hiện tại. Về phương diện tài lộc, trước mùng 1 Tết âm cũng được coi là thời gian rất thuận lợi với Ất Sửu khi có nhiều cơ hội kiếm tiền đến với tuổi này. Bản mệnh cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào khi liên tiếp nắm bắt tốt và giành lấy những ưu thế cho mình. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng hơn trong chi tiêu hàng ngày chớ nên tiêu xài hoang phí kẻo làm ảnh hưởng tới tài khí. Thổ, một xung khắc lại khiến chuyện tình cảm gặp trục trặc. Các cặp vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, tuy nhiên cần giữ thái độ bình tĩnh, chớ quyết định bất cứ điều gì vào lúc nóng giận. Trong khi đó, người độc thân khá lận đận và vất vả trong việc tìm kiếm tình yêu cho mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ mùi, thân, con số may mắn 68, 97, 23. Quý vị thân mến, cá tính, thói quen, tâm thái của một người đều có mối quan hệ mật thiết với tâm niệm của người đó.
Tâm tính nếu như không cải sửa thì cho dù người đó có cải sửa phong thủy, nghề nghiệp, tên họ đi nữa cũng sẽ không thay đổi vận mệnh được. Một tâm niệm thiện lương có thể cải biến một cách nghĩ có thể làm thay đổi tâm thái lâu dần sẽ thay đổi thói quen, từ đó mà người ta có thể cải biến được cuộc đời. Do đó, một người cần thường xuyên nhìn cuộc đời tích cực, nhìn vào mặt tốt của người khác nhiều hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Tâm niệm tốt giống như một hạt giống tốt, sẽ nở ra một bông hoa xinh đẹp, hương thơm không ngào ngạt nhưng lại có dư vị hạnh phúc. Người thiện lương thì khi nhìn nhận người khác, nhìn nhận sự việc đều lạc quan, tích cực, nhìn ra điểm tốt của người khác nên dễ dàng có được vận may trong cuộc đời. Ngoài ra họ luôn khoan dung, nhẫn nhịn, thận trọng trong mỗi việc, lạc quan yêu đời nên họ sống thọ hơn. Bởi vì tâm thái luôn ở trạng thái tốt nên phần thiện của những người này thường nhiều hơn, có tình yêu thương đối với người khác hơn, như thế họ có thể kết được nhiều thiện duyên, vận khí cũng tốt và tiền đồ cũng rộng mở. Vừa rồi là luận giải chi tiết tử vi của top 4 con giáp may mắn nhất trước mùng 1 Tết âm lịch. Hy vọng quý vị anh chị sẽ có những cái nhìn tổng quan và chính xác cho vận trình tương lai của mình trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây và lên kế hoạch cho bản thân mình phấn đấu mỗi ngày quý vị nhé. Chúc quý vị thành công trên con đường mình lựa chọn. Quý vị anh chị nếu có băn khoăn thắc mắc, đừng quên gửi tới Tài Lộc TV bằng cách comment phía dưới phần bình luận để nhận được sự tư vấn hỗ trợ của ban biên tập chương trình nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ có gặp lại.